Dạ. Em xin chào anh trai nha. Dạ. Chào anh nha. Anh trai, à, anh cho em hỏi thăm nè, em thấy anh đi chân không nè, dạ. Rồi còn quải bị quải đồ nè. Dạ. Là anh đi đâu vậy? Em đi đi 3 tháng trời ngoài đường. Đi 3 tháng trời hả anh? Là anh đi từ đâu tới Cần Thơ vậy? Từ Cà Mau về đây. Lộ bộ không hả anh? Dạ. Chàng ơi, nếu mà đi đường ngoài quốc lộ này là đây tới Cà Mau là gần 250 cây số. Người ta cho có gian về từ từ nha anh ha. Là anh đi suốt 3 tháng trời như vậy luôn. Em thấy anh lộ bộ đi vô không cái giò chày luôn kìa. Điện phòng luôn. Ôi, trời ơi. Đâu anh? Ôi quý vị chàng ơi. Ơi chàng. Lộ bộ mà cỡ đó kìa. Rồi anh đi như vậy là anh về đâu? Về nhà mà. Tính về nhà. Về nhà. Về bộ anh. Nhà anh ở đâu lận? Ở bên Mỹ Thọ. Chợ Mỹ Thọ là tỉnh nào anh? Ở cái đồng gì sang gọi tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh Đồng Tháp nha. Rồi hồi nãy anh nói là anh đi bộ từ Cà Mau về đây. Dạ. Nhưng mà 2 tháng mấy nay rồi hả anh? Dạ dạ. Là cái câu chuyện như thế nào mà anh lại từ ở Đồng Tháp á mà anh đi xuống Cà Mau rồi lại không có tiền để tại nghe lời đi đi biển rồi ta không trả tiền rồi đi lậu về đi biển Vũng Tàu á. Đi biển ở Cà Mau á. Đi biển ở Cà Mau. Dạ. Rồi người ta không trả tiền anh hả? Dạ dạ. Sao kỳ vậy anh? Tại em bị mua cò nó bán cho mấy hàng đi biển rồi. Bị cò là giống như là người ta dụ anh giới thiệu vô làm đi biển nhưng mà người ta lấy tiền trước đúng không? Dạ dạ dạ. Rồi anh đi như vậy là bao lâu? 3 tháng rồi. Đi biển á. Đi biển là 3 tháng rồi mới đi vô. Dạ mà vô cái nó không cho vô em trốn lên á. Ừ. Rồi mới về tới đây. Anh trốn bằng cách nào? Ghe vừa lên bay lên trốn. Là bữa đó chắc nguy hiểm lắm nha. Dạ dạ. Rồi sao anh trốn nhưng mà anh đem được theo 2 bị đồ này? Tại trốn em giọt kịp tranh thủ nó ngủ em bay lên. Giống như là anh trốn nhưng mà không cho nó biết trước là mình có cái biểu hiện trốn nữa ha. Dạ dạ. Rồi khi anh đi như vậy rồi không có tiền rồi làm sao anh chạy thoát những người đó? Người ta giúp mấy người xe tải, nó giúp xe tải cá mà nó đưa em lên, nó đưa có gian, người ta cho có gian nói về hoàn cảnh vậy đó, nó cho lên. Ừ. Rồi mới về ra khỏi Cà Mau. Như vậy là nguy hiểm lắm anh. Dạ dạ. Có nghĩa là cái đường dây đó là lừa đảo ha. Dạ dạ. Rồi lúc đó là vì sao anh quen được cái ông cò đó? Tại em đi xuống dưới Cà Mau đó, người ta nói giới thiệu làm ghép em tội này kia đó. Rồi ăn uống rồi xong cái đưa em xuống. Ghép tội là sao anh? Như ăn uống vô uống nước gì đó. Ừ. Mình đâu có uống cà phê, đâu có nhậu nhẹ gì đâu. Rồi để đưa em xuống. Rồi sao anh dễ tin người dữ vậy? Em đâu biết đâu. Em mới lần đầu tiên xuống Cà Mau á. Chàng ơi chàng. Là ngủ thì ngủ ở đâu anh? Ngủ giống mùng, có cây nào chỗ nào thì mình văn ngủ. Là cái bị bên này là giống mùng hả? Dạ giống mùng. Tao mua cho. Dạ. Rồi văn ngủ đại gì đó. Dạ. Rồi mưa rồi sao? Mưa rồi kiếm chỗ đục. Mưa là phải ngồi gì nửa đêm? Có khi sao? Đi dọc đường mưa mà không dám đục vô đục biết sao không? Sợ tao lạ tao không cho vô á. Đi về Cà Mau về mới mưa không dám đục. Đục ướt mình mấy tầm tả ướt luôn. Ướt hết luôn? Ừ rồi. Rồi đồ đạc sao? Có 2 bộ à. Anh có 2 bộ à? Dạ. Rồi cái lúc anh đi như vậy rồi ướt hết đồ rồi sao? Ướt thì chịu thôi. Dọc đường ai kêu cho ăn thì mình ăn. Dạ dạ. Còn không cho ăn thì thôi anh nhịn luôn. Không nhịn luôn. Không dám xin luôn. Không không. À, anh nhịn đói thường thường là được bao lâu? Cỡ 2 ngày giờ muốn xỉu rồi. Giờ muốn xỉu hả? Dạ. Chàng ơi. Dạ, lúc bữa nay á, đi trên đường chút buồn hơn, gặp một cái anh trai á đang lội bộ. Và đi vào không đó cả nhà thì để coi sự việc như thế nào anh chú chú buồn và tiếp cận và hỏi nha. Dạ. Em xin chào anh trai nha. Dạ, dạ. Dạ. Chào anh nha. Dạ. Anh trai, à, anh cho em hỏi thăm nè, em thấy anh đi chân không nè. Dạ. Rồi còn quải bị quải đồ nè. Dạ. Là anh đi đâu vậy? Em đi đi 3 tháng trời ngoài đường. Đi 3 tháng trời hả anh? Là anh đi từ đâu tới Cần Thơ vậy? Từ Cà Mau về đây. Lộ bộ không hả anh? Dạ. Chàng ơi, nếu mà đi đường ngoài quốc lộ này là đây tới Cà Mau là gần 250 cây số. Người ta cho có gian về từ từ nha anh ha. Là anh đi suốt 3 tháng trời như vậy luôn. Em thấy anh lộ bộ đi vô không cái giò chày luôn kìa. Điện phòng luôn. Trời ơi. Đâu anh?
Ôi quý vị Trang ơi, lộ bộ mà cỡ đó kìa. Rồi anh đi như vậy là anh về đâu? Về nhà mà. Tính về nhà. Về nhà hả? Dạ, về bộ anh. Nhà anh ở đâu lận? Ở bên Mỹ Thọ. Chợ Mỹ Thọ là tỉnh nào anh? Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh Đồng Tháp nha. Ờ, anh biết sao không? Ngày hôm nay á, mấy anh em á, là đang đi giúp đỡ cho hoàn cảnh nghèo. Thì cũng chạy xe nè. Cho nên là gặp được anh á, là đang đi bộ như vậy nè. Mới ghé lại để hỏi thăm anh. Thôi bây giờ như vậy đi, anh em mình tìm chỗ mát á. Rồi ngồi trò chuyện á. Em mấy anh em của em sẽ tìm cách để giúp đỡ, hỗ trợ cho anh nha. Cho em hỏi nè, rồi anh đi như vậy đó. Rồi hồi sáng bây giờ anh có ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Rồi trong túi anh có tiền bạc gì không? Có nhiều anh ạ. Là bao nhiêu anh? Chàng ơi, đây nè. Tiền này chắc có lẽ em suy nghĩ chắc người ta cho anh đúng không? Cho. Anh xin hay là người ta người đi đâu? Người ta cho, tự nhiên cho. Cái tiền lẻ đó chắc chừng 30 ngàn chứ gì? Dạ. Rồi anh có nhà, rồi anh tính về nhà, rồi sao anh không đi thẳng về nhà rồi kêu người nhà trả tiền? Mà em cũng không có tiền bạc nhưng ở 60 tuổi rồi. Thôi bây giờ gì? Giờ kiếm cái chỗ mát đi, cho mấy anh em trò chuyện chút xíu ha. Dạ. Rồi đi anh. Dạ, thưa quý vị khán giả, thì mấy anh em Ngôn cũng chưa biết hoàn cảnh của anh trai là như thế nào, nhưng mà thấy cái cảnh đi chân không quý vị khán giả mà còn quải bị quải đồ lão bộ rất là tội nghiệp luôn. Chàng ơi chàng, thôi bây giờ để mấy anh em của Ngôn gọi anh vào trong chỗ mát á để trò chuyện quý vị nhé. Do đường lộ thì xe cũng khá là nhiều và khá là ồn, sợ rằng trò chuyện sẽ không nghe được. Thế rồi anh trai cho em hỏi thăm nè, anh tên gì? Dạ tên Võ Anh Tâm. Võ Anh Tâm ha. Dạ. Năm nay là anh bao nhiêu tuổi rồi? 35. 35 tuổi. Dạ. Nha. Rồi hồi nãy anh nói là anh đi bộ từ Cà Mau về đây. Dạ. Nhưng mà 2 tháng mấy nay rồi ha anh? Dạ dạ. Là cái câu chuyện như thế nào mà anh lại từ ở Đồng Tháp á mà anh đi xuống Cà Mau rồi lại không có tiền để mà nghe lời đi đi biển rồi ta không trả tiền rồi đi lậu về đi biển Vũng Tàu á. Đi biển ở Cà Mau á. Đi biển ở Cà Mau. Dạ. Rồi người ta không trả tiền anh hả? Dạ dạ. Sao kỳ vậy anh? Tại em bị mua cò nó bán cho mấy hàng đi biển rồi. Bị cò là giống như là người ta dụ anh giới thiệu vô làm đi biển nhưng mà người ta lấy tiền trước đúng không? Dạ dạ dạ. Rồi anh đi như vậy là bao lâu? 3 tháng rồi. Đi biển á? Đi biển là 3 tháng rồi mới đi vô? Dạ mà vô cái nó không cho vô, em trốn lên á. Ừ. Rồi mới về tới đây. Anh trốn bằng cách nào? Ghe vừa lên bay lên trốn. Là bữa đó chắc nguy hiểm lắm nha. Dạ dạ. Rồi sao anh trốn nhưng mà anh đem được theo 2 bị đồ này? Tại trốn em giọt kịp tranh thủ nó ngủ em bay lên. Giống như là anh trốn nhưng mà không cho nó biết trước là mình có cái biểu hiện trốn nữa ha. Dạ dạ. Rồi khi anh đi như vậy rồi không có tiền rồi làm sao anh chạy thoát những người đó? Người ta giúp mấy người xe tải, nó giúp xe tải cá mà nó đưa em lên, nó đưa có gian, người ta cho có gian nói về hoàn cảnh vậy đó, nó cho lên. Ừ. Rồi mới về ra khỏi Cà Mau. Như vậy là nguy hiểm lắm anh. Dạ dạ. Có nghĩa là cái đường dây đó là lừa đảo ha. Dạ dạ. Rồi lúc đó là vì sao anh quen được cái ông cò đó? Tại em đi xuống dưới Cà Mau đó, người ta nói giới thiệu làm ghép em tội này kia đó. Rồi ăn uống rồi xong cái đưa em xuống. Ghép tội là sao anh? Như ăn uống vô uống nước gì đó. Ừ. Mình đâu có uống bê, đâu có nhậu nhẹ gì đâu. Rồi ừ. Đưa em xuống. Rồi sao anh dễ tin người dữ vậy? Em đâu biết đâu, em mới lần đầu tiên xuống Cà Mau á. Ừ. Anh năm nay 35 tuổi rồi, anh có vợ con gì chưa? Dạ chưa. Rồi anh đi như vậy á, rồi nhà cha mẹ anh như thế nào? Mẹ em ở nhà bớ cũng đi làm mướn vậy đó. Mẹ anh thì đi làm mướn, dạ, còn dạ. Cha anh? Cha mất rồi. Chàng ơi, cha anh vì sao mà mất vậy anh cha? Tại bà đó 3 tuổi mất, bị đau quýnh chết á. Cha anh? Dạ. Là bị người ta dùng tay dùng chân tới chết luôn. Bị mấy thằng là mua heo quýnh chết. Ừ. Rồi bà... anh chứng kiến luôn hay sao? Không, con bà nội nói. Bà nội anh kể dạ. Lại ha. Dạ. Rồi mẹ anh thì bao nhiêu tuổi rồi? 60. 60 rồi. Dạ. Rồi mẹ anh ở nhà là còn con cái gì chăm sóc không? Có mình bà à. Tại em không ở nhà không có tiền rồi sao nuôi bà? Anh chỉ có một người mẹ thôi. Dạ dạ. Rồi vì sao anh lại bỏ đi như vậy? Rồi ai sẽ là người chăm sóc cho người mẹ già của mình? Tự bà. Chàng ơi chàng. Em đâu có tiền đâu lo bà.
Làm đâu cũng được đâu hết trơn. Anh xin nhiều chỗ làm mà không được đâu hết trơn. Dạ. Trời ơi, rồi anh đi như vậy rồi anh nhớ mẹ anh nhiều không? Nhớ. Nhớ sao vậy? Cái lúc mà trong cái thời gian đi như vậy đó thì anh cảm nghĩ như thế nào về mẹ mình? Hơi buồn nhớ. Như là vừa đi cũng nhớ. Tại vì ông đi đâu không có tiền kiếm tiền mà không có tiền về. Về thấy buồn. Buồn ha. Ừ. Trời ơi. Em thấy đôi mắt anh á, khi mà vừa nhắc về người mẹ già của mình á, dạ, thì anh lại gom nước mắt. Dạ dạ. Sao anh không ở nhà để chăm sóc mẹ tại già? Tại ở nhà em không có tiền, không có tiền sao mà ở được. Ở đâu không có tiền mới nuôi bà, còn không có ai chăm nuôi. Có nghĩa là anh quyết định ra đi là đặng kiếm tiền mà lo lắng gửi về cho mẹ mình ha. Dạ dạ. Là anh đi tổng thời gian á, là từ lúc anh ra đi tới bây giờ á, là được bao nhiêu lâu rồi? Rồi mới đi qua Tết à. Trước Tết ha. Dạ. Rồi đi tới bây giờ coi như là cả 6 tháng ha. Dạ. Mà anh đi bộ như vậy, trên đường như vậy đó là bao lâu? Cũng 5-6 tháng rồi. Trời ơi. Rồi đi chân không như vậy luôn. Dạ, phòng dò luôn. Rồi anh đi như vậy á, rồi trong mình anh nói nãy anh đưa ra thì không có tiền. Dạ. Như vậy thì làm sao anh có cơm ăn cũng như là nước rồi uống? Rồi tí có khi người ta cho ăn, có khi ta kêu đi ngang, người ta thấy tội nghiệp ta kêu vô cho em ăn á, ta đưa cho em. Khổ thân anh chứ. Dạ. Giờ sau khi anh đói á, anh không vô anh xin người ta. Thôi sợ người ta nhiều người giờ nó lường gạt quá, em không có. Dạ. Em cũng có ở chùa 2 năm đó. Ở chùa 2 năm nữa. Dạ. Rồi chùa biết sao ăn nhậu quá rồi giải tán chùa Cô Tâm 423 á, đóng cửa rồi. Ê các bè. Chùa mà sao ăn nhậu anh? Không biết nó câu cá nhậu. Ừ. Dạ. Rồi xong cái ảnh hưởng chùa đóng cửa luôn. Là ai là người nhậu trong chùa? Là mấy người đi lại cúng kiến ta nhậu rồi đâu ai la được, rồi ta đồn rồi xong đóng cửa chùa luôn. Chàng ơi, chùa là nơi thanh tịnh để mà người ta tu tâm. Dạ. Nhưng mà lại vào đó lại câu cá sát sanh. Dạ. Rồi còn. Dạ. Ăn nhậu nữa. Dạ dạ. Rồi anh ở không được rồi đóng cửa chùa, anh bỏ anh đi ha. Dạ, bỏ đi luôn bây giờ. Ừ. Những ngày qua anh suy nghĩ như thế nào về mẹ mình trong khi mà đã lớn tuổi á, mà không có anh bên cạnh để chăm sóc lo lắng từng bữa cơm á anh? Dạ. Rồi anh suy nghĩ như thế nào? Nhớ bà, giờ biết sao vậy? Rồi anh dự định lội là đi tới đâu nữa? Tính đi ngồi tới nghỉ mệt chút, đậu quá từ Cà Mau về đuối thôi. Ừ. Rồi anh định là bộ tới đâu, về tới đâu? Tính về Đồng Tháp anh. Tính là bộ về Đồng Tháp nha. Dạ. Chàng ơi, khổ thân không? Rồi hồi sáng giờ anh chưa có ăn cái gì luôn hả? Chưa, ngồi tới nghỉ mệt á. Dạ, đuối á. Ủa sao anh thấy hay à? Anh ngồi. Tại vì mấy em chạy xe ngang. Dạ. Thấy anh quặn đầu rồi. Dạ em ngồi. Thấy anh ngồi mà hơi buồn. Ừ. Rồi mấy em mới quyết định là quay đầu xe lại. Dạ dạ. Để hỏi thăm coi anh đi bộ đi đâu. Dạ dạ. Ừ. Quận đầu thì anh ngồi, rồi quận sau thì thấy anh là bộ đó, rồi cho nên tụi em mới đón đường đó. Nó mệt. Dạ. Chàng ơi chàng. Là ngủ thì ngủ ở đâu anh? Ngủ giống mùng, có cây nào chỗ nào thì mình văn ngủ. Là cái bị bên này là giống mùng hả? Dạ giống mùng. Tao mua cho. Dạ. Rồi văn ngủ đại gì đó. Dạ. Rồi mưa rồi sao? Mưa rồi kiếm chỗ đục. Mưa là phải ngồi gì nửa đêm? Có khi sao? Đi dọc đường mưa mà không dám đục vô đục, biết sao không? Sợ tao lạ tao không cho vô á, đi về Cà Mau về mấy mưa không dám đục. Đục ướt mình mấy tầm tả ướt luôn. Ướt hết luôn. Ừ, rồi. Rồi đồ đạc sao? Có hai bộ à. Anh có hai bộ à? Dạ. Rồi cái lúc anh đi như vậy rồi ướt hết đồ rồi sao? Ướt thì chịu thôi. Rồi tắm rửa rồi sao anh? Có khi vô xin tắm nhờ nhà chỗ mà cây xăng á. À, đi tới mấy cây xăng thì xin vô đó tắm nhờ. Dạ dạ dạ. Còn ăn thì đi dọc đường ai kêu cho ăn thì mình ăn. Dạ dạ. Còn không cho ăn thì thôi anh nhịn luôn. Không nhịn luôn. Không dám xin luôn. Không không. À, anh nhịn đói thường thường là được bao lâu? Cỡ 2 ngày giờ muốn xỉu rồi. Giờ muốn xỉu hả? Dạ. Chàng ơi. Anh đi như vậy á, rồi khi mà lại nhà dân bộ người ta sợ lắm hay sao mà anh không dám vô? Người ta thấy giờ nhiều người gạt quá, giờ tôi dám vô cái công người ta không tin mình á, người thiệt mà người ta không tin mình sao? Ừ. Dạ. Chàng ơi.
Có nghĩa là anh không dám vô nhà người ta vì sợ người ta nghĩ xấu về mình. Nhiều người gạt quá rồi đâu dám nữa đâu. Có khi nào anh vô nhà người ta đuổi không? Chưa vô. Trong 3 tháng này nè. Chưa vô. Chưa luôn hả? Dạ, có khi nhà nào khóa cửa mà đục mình chỉ ngồi nghỉ mà lựa bóng cây mát nghỉ thôi, không có lại nhà ta, lại chỗ bóng cây mát vậy đó, ngồi nghỉ chút. Đi tiếp vậy đó. Anh năm nay là 35 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà không có công ăn việc làm. Dạ dạ. Là từ hồi đó giờ luôn hả anh? Dạ. Ở quê mình không có gì làm sao? Không không. Có thí dụ như anh có đi kiếm cá đâu được không? Em chưa đi. Dạ. Anh không biết làm cái đó hả? Dạ. Rồi hồi xưa tới giờ là anh sống với ai? Hồi đó lúc bà nội còn sống em sống với bà, lúc bà nội mất là em bỏ đi luôn. Bà nội còn sống thì anh sống với bà nội. Dạ. Rồi bà nội mất thì anh bỏ đi luôn. Dạ. Sao anh không sống với mẹ mình? Tại mẹ hồi đó bà bỏ em thời gian, rồi bà nội nuôi tới 3 tuổi thì giờ đó. Mẹ anh bỏ anh nữa? Dạ. Rồi bà nội nuôi từ 3 tuổi tới bây giờ? Dạ dạ. Rồi bây giờ như vậy rồi anh dám về nhà mẹ không? Không bao giờ chứ, không lẽ bà hồi đó không có đẻ ra mà. Dạ. Rồi anh không giận mẹ mình sao? Cũng hơi giận mà giờ sao vậy? Có nghĩa là người mẹ anh bỏ rơi anh năm từ 3 tuổi. Dạ. Rồi sau đó là anh tự sống với bà nội cho tới bây giờ. Dạ dạ. Là bà nội anh mất lâu chưa? Dạ mất hồi em 20 mấy tuổi rồi. Lúc 20 mấy tuổi? Dạ. Là bà nội mất. Rồi dạ. Xong rồi anh mới đi như vậy luôn. Dạ dạ. Chàng ơi, coi như là người mẹ là không có trách nhiệm với anh luôn. Dạ dạ. Rồi anh có giống như là được đi học như bao đứa trẻ khác không? Hồi đó em học lớp 9 rồi, rồi nội bà lo tiền đóng em nửa lớp 9 em nghỉ. Ừ. Dạ nửa lớp 9. Chưa tới nào qua năm mới lớp 10 mà em học tới lớp 9 nghỉ rồi, chưa hay nữa. Ừ. Tại sợ bà lo tiền không nổi, nội mà. Rồi anh tội nghiệp bà nội anh nghỉ. Dạ dạ nghỉ. Chàng ơi, rồi anh đi như vậy rồi ai là người thắp nhang cũng như là bác hai trong Mỹ An thắp nhang cho bà, bác hai thờ trong Mỹ An á, đường gì đường khác trong. Chàng ơi, anh nói về người mẹ mà bỏ rơi anh từ 3 tuổi á. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh lại định đi về để chăm sóc lo cho mẹ anh. Dạ. Trong lòng anh không giận mẹ anh sao? Cũng giận mà giờ sao giờ. Dạ. Anh suy nghĩ như thế nào? Tại bà đẻ mình ra mà. Dạ. À. Ừ. Có nghĩa là do mẹ anh sanh có cái công sanh dưỡng anh. Dạ dạ. Cho nên là anh không có trách hờn gì mẹ hết. Dạ dạ. Ừ. Tội nghiệp anh quá chừng luôn. Ừ. Rồi khi anh bị như vậy đó là anh đi làm đi ra biển là được 3 tháng trời á. Dạ dạ. Không lẽ chủ tàu không trả cho anh ngàn nào sao? Không không. Chỉ lo cơm thôi. Dạ lo cơm. Rồi không trả ngàn nào hết chứ. Không luôn. Rồi mình lội về ta cho gian từ khúc về tới đây đó. Có khi người ta ở Giang. Từ đây mà từ Cần Thơ mà nếu mà anh đi đường quốc lộ á về tới Cà Mau á là cũng 200 cây á. Dạ từ Cà Mau lội về á, người ta cho Giang từ khúc á. Ngon. Dạ. Nhưng mà anh ngay thành phố Cà Mau không hay là vô trong nữa? Sông Đốc á. Tới Sông Đốc là dạ. Thêm 70-80 cây nữa. Dạ dạ, người ta cho Giang từ từ mới về tới đây á. Là coi như là nói chung là gần 300 cây số. Dạ dạ. Là đi bộ không đó. Dạ. Rồi ai cho có gian thì đi. Dạ. Còn không cho có gian là đi bộ tiếp. Dạ dạ. Chàng ơi chàng. Ừ. 3 tháng trời. Dạ phòng dò luôn hả? Ừ. Phòng dò rồi mới đi tới được Cần Thơ à? Dạ. Mới ngồi nghỉ mệt á. Chàng ơi chàng. Dạ. Khổ thân quá. Ừ. Anh cho em hỏi thăm nè. Khi mà anh cất bước ra đi á để tìm kiếm công việc làm như vậy á. Dạ. Là cái mục đích của anh á là kiếm tiền để anh làm gì? Để nuôi mẹ với kiếm tiền mua chiếc xe. Mua chiếc xe á? Dạ, đi bộ về mệt, đi bộ về không nổi. Dạ. Dạ. Là anh ước mơ có chiếc xe để làm gì? Đi làm á. Để đi làm nha. Dạ, với đi giờ đi bộ hết nổi rồi. Dạ. Ừ. Xe cũ cũng được nữa, xe 2-3 triệu rồi. Dạ. Em ước mơ gì đó rồi? Chỉ ước mơ là có chiếc xe 2-3 triệu miễn chạy được là được rồi. Dạ dạ. Là để anh đi làm ha. Dạ. Rồi nuôi mẹ anh ha. Dạ dạ. Ừ. Nhưng mà mẹ anh á, hồi nãy anh kể là bỏ anh từ lúc 3 tuổi á. Dạ.
rồi bây giờ anh quyết định quay về nhà là để nuôi mẹ mình á. Dạ dạ. Nhưng mà anh mẹ anh không còn con cái gì hay sao? Con mình em à, con em chết rồi. Dạ. Là mẹ anh được hai người con. Dạ. Có một người em nhưng mà mất rồi ha. Dạ dạ. Là chỉ còn mình anh bà thôi. Dạ dạ. Rồi hiện tại mẹ anh có nhà cửa gì không? Có kế nhà dì Tám á. Kế nhà dì Tám? Dạ dạ. Ờ, nhà dì Tám, kế nhà dì Tám là đất đó của mẹ em hay sao? Đất của dì Tám. Còn nhà của em thì bác chính không lấy, bà lấy rồi. Bà lấy cái này nhà của em luôn rồi. Mà tại vì em không có giấy tờ thì sao vậy? À, dạ. Coi như là bây giờ là mình nhà của mình nhưng mà giấy tờ của người ta. Dạ anh. Là ở đậu. Dạ. Rồi bây giờ ở đậu như vậy rồi anh về người ta cho về không? Về để coi, để sợ bà đi mặn á, có khi ở nhà nữa. Ví dụ như bây giờ anh về gặp bả rồi bả không cho anh vô rồi sao? Từ từ bả suy nghĩ không, bả không cho vô. Dạ. Chàng ơi chàng, nếu mà không cho vô rồi anh ở đâu? Dạ. Đợi bả về mở cửa. Dạ. Chàng ơi, nhưng mà người ta quyết định không cho anh vô rồi sao? Ngồi ngoài luôn. Dạ. Là cái cô Tám đó, đó là thương anh không? Cũng được được. Em cũng hơi thương nha. Cũng hơi thương ha. Ừ. Ừ. À, em sợ rằng từ hồi đó tới giờ á, anh sống với bà nội đó, rồi anh bỏ đi như vậy đó. Ừ. Anh không lo lắng chăm sóc cho mẹ anh đó. Rồi bây giờ sợ người ta giận anh đó, người ta không cho anh về á. Về đại rồi sao giờ? Dạ. Ừ. Là đi 20 mấy năm, lúc mà anh 20 mấy tuổi. Dạ. Là anh đi cho tới 35 tuổi luôn. Dạ. Là anh đi những đâu? Đi tùm lum chứ. Đi một lần lộ bộ từ An Giang rồi ở An Giang rồi Trà Vinh, Bến Tre tùm lum chứ. Đi hoài vậy đó. Dạ. Là lang thang vậy không đó. Dạ. Trời ơi trời. Sao em khó tin quá à, nếu mà anh đi bộ như vậy hoài đó. Rồi không lẽ anh sống bờ, ngủ bụi á suốt mười mấy năm nổi sao? Có khi mình vô quán giỏng người ta nằm ngủ vậy nè. Quán giỏng người ta đóng cửa mình ngủ. Ừ. Chút đi tiếp à, đâu có ngủ lâu. Dạ. Trời ơi. Mười mấy năm trời. Dạ. Là lang thang sống ngủ bờ, ngủ bụi như vậy đó. Dạ. Không nhà, không cửa. Trời ơi, rồi bây giờ anh có liên lạc về thì mẹ anh chưa? Số bả em mất tiêu rồi. Không có số điện thoại của mẹ hả? Dạ mà nhớ nhà. Dạ. Nhà ngươi rồi biết mẹ anh có giống như là có cái còn cái sức khỏe như hồi đó không nữa, tại vì anh đi lâu quá rồi. Dạ dạ dạ. Ừ. Rồi hồi xưa tới giờ anh không có vợ con gì sao? Chưa. Chưa từng có luôn ha. Dạ. Tại em không có sự nghiệp sao nuôi vợ được. Tại mình đi gì đâu có quen được ai. Nhưng mà anh cũng phải tìm cái công việc gì làm ổn định đó. Dạ dạ. Chứ không lẽ anh sống lang thang như vậy hoài. Dạ dạ. Thì cái sự việc mà anh nói á, là anh bị cái nhóm bạn rủ xuống Cà Mau chơi. Dạ dạ. Rồi có người dụ anh. Dạ. Bán anh ra tàu biển như thế nào anh? Anh chở cho em. Như đi xuống dẫn xong rồi đi uống nước với ông xe ôm đó. Rồi thấy em không biết á. Rồi bạn nó dụ em đi rồi không biết. Ấy nói ngọt ngọt á, rồi em đi lần đầu tiên đi biển á. Dạ. Vì sao dụ uống ngọt ngọt là như thế nào? Bạn nó nói sao? Nó nói đi xuống dưới lựa cá ngon lắm. Lựa cá mực á. Rồi tiền bọng rồi xuống dưới người ta có ứng trước mà. Không. Đâu cho em ứng đâu. Trời ơi. Rồi nó ứng nó lấy trơn rồi xong cái em cũng biết luôn. Rồi lên cái nó có người lấy tiền trơn rồi xong. Lên là cái chủ ghe đó là nói gì đó anh? Dạ. Anh biết người đó không? Không, giờ em nhớ nữa. Tại vì đi rồi mất tiêu rồi, trốn mất tiêu rồi. Ôi, bạn anh nói là đi xuống đây lựa cá im lắm. Dạ. Mà nó có đưa tiền cho anh không? Dạ không. Cách mà anh đi xuống Cà Mau đó. Ừ. À, như vậy đó thì ăn uống như vậy đó cấp đầu á, thì cái người bạn nó lừa anh đi tàu biển như vậy á, thì
có nói cái gì và có đưa cho anh tiền bọng ăn ở gì không? Không, không có tiền chứ. Có mua bao tay với hút hút này với kia nước ngọt không à? Dạ. Gì rồi nhá. Đưa gửi với tàu biển hay gì? Dạ. 3 tháng rồi nó tính không cho em vô, em bay lên bờ đó. Tính không cho vô hả? Ờ, rồi em trốn, rồi tối cái ghe nó đọc cái bên á, rồi sáng đi em đem một lô bay lên. Trốn mà nó cứ kiếm anh không? Kiếm muôn giới luôn mà lên xe tải né. Anh trốn cái sự đó nhiều sự việc như thế nào anh kể cho em nghe coi. Như trốn rồi tối đi rồi mình xe tải, nhờ xe tải nó anh cho em có gian về tới miền Tây, từ từ cũng cho gian về. Anh có kể là cái câu chuyện gì không? Dạ. Anh có kể là anh bị lừa gạt bán qua tờ, lừa gạt bán là cái người đi tàu biển được không? Có nói xe tải nó chữ ra. Dạ. Trời ơi. Anh đi như vậy rồi trong khi đó là bên ba mẹ của anh nè, à, mẹ của anh đó chứ mấy gì được có biết không? Không em giống không nói. Giấu. Rồi tôi cho gian từ khúc á, nắng quá em vô không cây em ngồi nghỉ mệt chút. Dạ. Có khi nào mà người ta nói anh là cái người nghiện ngập được không? Không. Tại nghi gì mà em nói em không có. Người ta nghi anh như thế nào anh? Như là tưởng xì ke mà rút cuộc không, người ta không có. Dạ. Em nói không có mà, không tin cho test á. Em nói không có, tại ốm. Tại ốm. Dạ, lỗi ăn uống cái mình ốm á. Dạ. Chứ thường thường mà anh đi ngủ cầu, ngủ bờ đồ á thì người ta nhìn cái ánh mắt suy nghĩ khác. Rồi hiện tại đó là anh là mà ở đây, ví dụ á anh mà không gặp mấy anh em á thì anh tính như thế nào? Tính đi lội dài vậy. Dạ. Lội dài Đồng Tháp à? Dạ, nắng quá ngồi nghỉ mệt. Người ta bóng mát á, có bóng mát ngồi nghỉ đó. Dạ. Vậy gì nè, bây giờ Thanh Trúc với Ngôn. Dạ. Một chút xíu nữa gửi cho anh một số tiền. Dạ. Xong rồi mấy anh em chở anh lại bến xe luôn ha. Dạ. Rồi mua vé xe cho anh đi về. Dạ. Anh có đồng ý không? Dạ đồng. Anh ơi, vậy đó rồi thí dụ anh đi về nhà gì đó, rồi cái nhà đó đó là người mẹ anh hay này kia đồ đó, chắc mừng lắm ha. Dạ. Nhà chắc mừng. Dạ. Anh là con trai thứ hay sao? Thứ hai. Dạ. Ủa trai thứ đi chứ không lẽ đi rồi ba mẹ anh chị em đồ không có liên lạc anh sao? Tại em có mình anh chị chú bác em đi làm hết trơn rồi, Sài Gòn hết trơn rồi. Anh em ruột kìa. Không có, có mình em à. Một mình. Rồi mẹ anh có thương anh không? Cũng thương. Thương mà sao đi như vậy, sao không hỏi thăm điện hỏi thăm anh gì hết trơn vậy? Tại em mất số ba rồi. Dạ. Rồi người ta có tìm em không? Ủa anh không? Không. Tại đâu biết đâu tìm vậy. Trời ơi, anh đi và từ ở Đồng Tháp nghe một cái người bạn rủ xuống dưới chơi ha. Dạ. Rồi xong rồi rủ anh đi tàu biển luôn hả? Dạ. À, cái bạn đó nói tiền nhiều hay sao? Tiền nó nói tiền nhiều, em ham á. Dạ. Em đâu biết đâu, em thấy tiền em đi kiếm tiền có em mừng mà. Dạ. Nó có khi nào nó nói anh đi xuống tàu biển rồi đưa tiền hay sao? Không, nó nói đi vô thì tao mới đưa tiền, vô chia tiền. Thì đa số theo em được biết là đi là người ta đưa tiền trước đó nha, ứng trước. Không, cái này là đi chia, nó vô chia. Dạ. Vô chia. Dạ. Mà nhưng mà đi vô rồi sao? Vô rồi em không có tiền rồi em tối sáng nó tính đi rồi em tính phi phi em trốn. Bỏ. Người ta kêu anh đi nữa hay sao? Nó không cho vô bờ, là phi ghe tải cá xong rồi vô cái bờ cái em tối phi phi á, ca nó ngủ xong cái luyện đồ lên bờ. Trời ơi. Vậy là nó không chịu vô bờ hả? Nó vô tại cá xong đi nữa. Nó không cho em đi nó không cho vô bờ. Em trốn lên. Anh dễ tin người quá. Thì với lại là như vậy á, thí dụ mà nếu mà anh không trốn được á thì anh cái nữa. Anh sau này như thế nào? Em cũng chưa biết nữa. Là đi làm không công không ha? Dạ. Những cái lời anh nói á là chính xác không anh? Dạ chính xác. Tại vì tụi em á quay ở đây á là phải cho nó đúng cái sự thật. Dạ dạ. Ơi. Không có tiền có bạc gì hết trơn, cứ lợi bộ lên là 300 mấy chục cây. Dạ dạ. Anh nè, ví dụ nè. Anh cái điện thoại hay này kia anh có nhớ số của anh chị hay là gì cô gì ở bên gần nhà anh không? Có nhớ số em không ạ? À. Còn mấy người đó anh có lưu số gì? Dạ không, có gì nữa em dẫn anh về tới nhà luôn. Anh ở nhà chỗ anh chỗ nào anh thay đọc cho em nghe. 50 đồng gì sáng hỏi thì không khóc. Ngay đó luôn là hỏi anh là biết ha. Từ anh ở trong bầu vô nhà em là anh gần nhiều à. Rồi ok anh.
Dạ. Ừ, như vậy đó anh ơi, thì em phiên anh nè. Dạ. À, từ đây sắp tới á. Dạ. Nếu mà mình đã tin cái người nào á, mình phải xác định cho kỹ. Dạ dạ. Để thôi người ta lừa gạt mình, chẳng hạn như người ta bán mình qua bên Campuchia, hơi này nọ rồi sao? Dạ dạ. Ừ, là anh rất là thiệt luôn. Dạ. Anh suy nghĩ có khi nào mà người hôm bữa đó anh ở dưới tàu biển á, anh có suy nghĩ là anh không có lên bờ được không? Anh kể cho em nghe và cái cảm xúc đó coi. Em tưởng không lên bờ được, em giấy mẹ quan âm á. Giấy làm sao? Giấy nó mẹ mẹ sao cho siêu khiến con ghe vô đi, giấy bởi cái ghe tự nhiên vô. Trốn cái gì? Không có, ghe tải cá vô nó mẹ khiến bữa nay sao ghe cho con vô bờ thì tải cá cho con vô bờ đi. Giấy mẹ đó, mẹ quan âm á, mẹ linh lắm nha. Trời ơi. Rồi anh có tính ví dụ gặp mấy anh em nè, mua vé cho anh đi về nhà rồi. Anh có tính chuyện sau này như thế nào không? Em tính có chiếc xe Honda cũ đi làm, đi kiếm sở công việc làm, không đi lang thang nữa. Rồi từ hồi đó bây giờ anh làm công việc gì phụ với mẹ anh và với gia đình? Anh kể cho em nghe coi. Hồi đó em đi làm sân khấu của thương mại á, mà giờ năm nay thất nghiệp rồi. Sân khấu thương mại là sao? Như ca sĩ hát á. Dạ. Mình dựng sân khấu cho mấy ca sĩ hát á. Dạ. Là gì vậy? Dạ, em phải năm nay thất nghiệp rồi. Dạ. Ừ. Giờ thất nghiệp. Dạ. Vậy là anh cũng giao lưu, cũng nhiều biết nhiều những người nổi tiếng mà, đúng không? Dạ. Thí dụ anh quen những người nào, người nào anh thể nhớ không? Không, em không quen mà em gáp rồi xong rồi em đi khóa không có nói chuyện. Mấy ca sĩ mình đâu có nói chuyện, nó đâu cho là gần đâu. Dạ, lính lát mà đâu, mình đâu nói đâu. Rồi hồi đó bây giờ anh có làm gì phụ giúp mẹ anh không? Dạ chưa. Chưa. Dạ. Rồi anh đi như vậy đó là anh biết là mẹ anh lo anh như thế nào không? Biết gì rồi, chịu sao giờ. Dạ. Thiệt. Tại vì anh đi là nói chung là mất tích là mấy tháng rồi, anh kể cho em nghe coi. Cỡ 5-6 tháng rồi. Dạ. 5-6 tháng. Dạ. Trời ơi, hôm bữa anh đi á anh, rồi anh có nói mẹ anh và gia đình của anh đi đâu không? Không, anh trốn đi. Trốn sao mà, lý do sao mà anh trốn? Tại sợ bà không cho đi á. Trời ơi. Dạ. Rồi anh là đành trốn đi tàu biển nha. Dạ, nói dạ. chung là đi xuống người bạn đúng không? Dạ dạ. Ừ. Anh vậy rồi anh đi về đây nè. Ừ. À, theo á, một ngày anh lội bao nhiêu cây số, anh thể kể cho em nghe. Anh không có kể cái vụ mà có gian, anh lội bộ thôi. Ngày chắc lội cỡ 10 mấy cây á. Ngày lội 10 mấy cây. Dạ. Ừ. Rồi đêm xuống rồi mình ngủ đâu? Có khi mình kiếm chỗ nào cây văng vọng ngủ á. Ừ. Rồi tắm rửa ăn uống rồi sao anh? Thì tắm thì mình lại chỗ cái xăng đó rồi tắm rồi ấy xong rồi cái mình đi có khi ta cho ăn. Trời. Mình đi ngang cái ta cho ăn đó, ta kêu cho ăn. Là cũng người tốt ha. Dạ dạ. Rồi có khi mà anh trong bụng mà anh đói nè. Dạ. Rồi anh xin cái kiểu anh xin đó, anh có ngại không? Không, chưa xin. Chưa xin hả? Dạ. Rồi như thế nào? Là anh đi cho. Là đi ngang mình không có xin mà lấy tí nước khát nước á, cái nước người ta uống nửa chừng cái lụm nước uống. Lụm. Anh lụm hả? Ừ. Là người ta giục hay sao? Ta uống không hết á, mình uống nước đó để sau này không có nước uống. Ôi ơi, là những cái người uống nước rồi, nước suối, nước ngọt được đó hả? Dạ. Rồi là anh lụm theo cặp đường. Dạ. Anh nó có thiệt không? Có thiệt. Ừ, tại vì nước ở đó nó không có được vệ sinh. Dạ, em uống sao giờ khát nước thì sao vậy? Dạ. Trời ơi, ừ. Nghe nói thấy đau lòng ở cả nhà. Lụm ừ. những từ chai nước suối. Dạ. Uống. Dạ. Ừ. Rồi anh đi như vậy đó là, ví dụ anh bận đêm anh đi luôn hay sao? Không, đêm nắng quá, đêm mệt quá, đêm không nổi đâu. Thí dụ anh đi là một ngày 10 mấy cây. Ừ. Rồi tối anh đi có khoảng mấy giờ rồi anh mới nghỉ? Cỡ 8-9 giờ là nghỉ rồi, kiếm chỗ nghỉ rồi đi không nổi nữa. Đi không nổi rồi. Ngủ thí dụ là thứ nhất là kiếm nhà quen hay sao? Không có, mình kiếm chỗ cây nào mát hay mình ngủ á. Còn không mưa thì mình kiếm cái nhà nào đóng cửa cái mình cột giỏng mình nhờ ngủ rồi sáng đi. Rồi chưa đến mà đến nổi mà cái trời mưa đó anh. Rồi sao anh? Chịu đi có khi ướt mình mẩy luôn. Sao mình không vô nhà người ta mình được mưa? Người ta không sợ lạ, người ta không cho em đâu vô đâu. Đâu mình không hỏi thử hay sao? Tại em chưa hỏi. Như anh ngại ha. Dạ. Trời ơi. Người ta theo mà anh đi bộ từ Cà Mau về đây á thì anh lội bộ á, có những người ta nhìn anh ánh mắt là đáng thương, có những người ta nhìn anh cái ánh mắt cảm nhận hẹn như người ta sợ anh này nọ. Đúng rồi, ta sợ, đi ngang đây sợ lắm. Sợ sao anh? Ta đi ngang thấy mình người ta sợ á. Ta tưởng đâu mà anh là kiểu như dân hút chích này kia. Đúng rồi, đúng rồi. Mà tìm hiểu không có. Trời ơi. Những lời anh nói là chính xác ha. Dạ. Tại vì thời buổi bây giờ là tụi em cũng không có tin anh được.
với lại là thấy anh đó thì lộ bộ cái hoàn cảnh khó khăn, yeah. cho nên mấy anh em gặp để giúp đỡ anh. Yeah. Anh cho em hỏi nè, đi theo cặp đường rồi đó, anh lượm những chai nước anh uống đó, rồi thí dụ mà đồ ăn đồ cặp đường rồi như thế nào anh có lượm không? Có khi thấy lượm còn nguyên thì lượm, không còn nguyên thôi. Anh lượm cái gì anh kể cho em nghe coi. Lượm bánh ăn á, bánh mì á. Bánh mì. Trời ơi. Rồi đói về sao vậy? Đói. Dù anh đi mười mấy cây một ngày như vậy đó, là người ta cho tiền anh hay sao? Có khi mình lượm được tiền. Lượm nữa hả? Tiền đâu rơi, tiền đâu người ta chạy xe rớt á, có khi 50, có khi 20. Ví dụ anh đi bữa đầu á, đi bữa đầu lộ bộ bữa đầu á, là bữa đói nó như thế nào? Đói hơi khó chịu. Rồi mệt quá. Hồi cái có bánh tự nhiên cái đi, hồi cái bánh ai rớt cái là lụm ăn. Nghe nói thấy thương cả nhà. Quý vị ơi, anh Trúc thấy một cái cảnh mà anh trai ở đây mới có ba mươi mấy tuổi thôi, bị cái nhóm người gạt đi tàu biển, nhìn thấy thương quá. Dạ thì cả nhà ơi, anh Trúc á, thì bữa nay gặp cái anh trai á, lộ bộ trên đường, thì nghe nói á, một cái hoàn cảnh của anh trai này kể á, là bị người ta gạt đi tàu biển mà không có tiền, đúng không anh? Dạ dạ. Với lại là đi dọc đường á, lộ bộ á, thì lụm những chai nước và những cái bánh ăn. Thì dò cẳng của anh trai này phòng á cả nhà. Thanh Trúc với Ngôn thì cũng đang đi làm từ thiện á, thì trên đường thì gặp đang ngồi á, thì cho nên mấy anh em hỏi thì sự việc như thế nào, thì em trai này kể, anh trai này kể gõ và bị nhóm người lừa và đi tàu biển ha. Thì thứ hai thì Thanh Trúc á cũng có gửi cho anh là 500 ngàn. Thanh Trúc với Ngôn á chức tiền cá nhân ra gửi cho anh 500 ngàn để đi xe về Đồng Tháp, đúng không? Dạ dạ. Thì bây giờ anh giữ tiền ha. Rồi cái hai anh em chở anh lại bến xe. Xe về Đồng Tháp nha. Dạ, dạ. Rồi ok anh. Rồi, cảm ơn mấy anh chị. Mấy anh em chúc anh hưởng lộ bình an ha. Dạ, dạ. Ừ anh ơi, anh để lại cái số điện thoại đi. Rồi để rồi ha. Đặng mấy anh em lưu lại á. Dạ, dạ. Khi mà anh đủ nhân viên với Quý Mạnh Thường Quân á. Dạ, dạ. Thì khi mà tụi em đến nhà anh á. Dạ. Rồi tìm hiểu thêm một lần nữa. Dạ, dạ. Rồi giới thiệu anh với Quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Nếu mà đủ nhân viên á thì có thể là anh sẽ nhận được thêm sự giúp đỡ nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ rồi thôi bây giờ vào bánh xe đi anh. Dạ dạ, giữ gìn sức khỏe nghe anh. Dạ, dạ. Giữ gìn sức khỏe nghe. Tại á, thì ở đây á, là ở trong á, cho không cho mấy anh em coi phim á, cho nên là mấy anh em ở ngoài nghe cả nhà. Dạ đây là bến xe thành phố Cần Thơ như Duyên dạ. Phải đứng ở ngoài quay ha. Thì ở đây là tại bến xe Cần Thơ. Thì anh trai đang đi kiếm vô để mua vé để về huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nghe nói với anh em đi là cái giò phòng hết trơn cả nhà. Mình thấy thương quá. Dạ, thưa vị khán giả, thì Ngôn cùng với Thanh Trúc cũng đã đưa anh trai ra tới bến xe Cần Thơ và anh trai cũng đang lội vào trong để mà mua vé xe. Ngôn nghĩ rằng với cái số tiền 500 ngàn chắc có thể là mua vé xe khoảng 150, còn lại là 300 mấy anh có thể dùng để mà mua đồ ăn dọc đường. Và sau khi anh về đến nhà thì Ngôn cùng với Thanh Trúc ngày mai hoặc ngày mốt gì đó sẽ xuống để mà xác minh thực hư câu chuyện của anh trai này là như thế nào. Thôi đến đây thì Ngôn cùng với Thanh Trúc xin gửi lời chào.